xin quy y Phật lần thứ ba. Tát ti giảm bi thầm măng sa ram ga cham mi con nên lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ ba. Tát ti giảm bi sòng khăn sa ram ga cham mi con nên lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ ba. Phật thắng sa la nang ga cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Thầm măng sa la nang ga cha mi con đem hết lòng thành kính xin quý y Pháp. Sáng khang xa la năng khát cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quý tăng. Đủ ti giám bi bụt thang xa la năng khát cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quý Phật lần thứ nhì. Đủ ti giám bi tham măng xa la năng khát cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quý Pháp lần thứ nhì. Đủ ti giám bi sáng khang xa la năng khát cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quý y tăng lần thứ nhì. Ta ti giám bi bụt thang xa la năng khát cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quý y Phật lần thứ ba. Ta ti giám bi tham măng xa la năng khát cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quý y Pháp lần thứ ba. Ta ti giám bi sáng khang xa la năng khát cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quý tăng lần thứ ba. Thị Saranakahanang Paripunang, phép quy tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. Ma phan tê ra xin vâng. Ba na ti ba ta vệ ra ma ni sa kha ba đăng sa ma i a mi, con xin vâng giữ điều học là có ý tránh xa sự sát sanh. A di na đa na vệ ra ma ni sa kha ba đăng sa ma i a mi, con xin vâng giữ điều học là có ý tránh xa sự trộm cắp. Ka me su mi cha cha ra Vệ Ramani Sikha Banang Sama Yami, con xin vâng dự điều học là có ý tránh xa sự tà dâm. Musa Wada Vệ Ramani Sikha Banang Sama Yami, con xin vâng dự điều học là có ý tránh xa sự nói dối. Sura Merayama Chapamada Thana Vệ Ramani Sa Kha Ba Đăng Sa Ma Yami, con xin vâng dự điều học là có ý tránh xa sự dễ uống rượu và các chất say. Pa Na Ti Pa Ta Vệ Ramani Sa Kha Ba Đăng Sa Ma Yami, con xin vâng giữ điều học là có ý tránh xa sự sát sanh. Adinna dana veramani sika padang samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa sự trộm cắp. Kame sumicha chara veramani sika padang samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa sự tà dâm. Musawada veramani sika padang samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa sức nói dối. Sura me ra ya ma cha pa ma tha tha na ve ra ma ni sikha pa đang sa ma thi ya mi, con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa sự dễ dối uống rượu và các chất say. Imani bancha sikha badani sa thukang katwa ap mamadena ni chaka alang samma rakita ba. Chỉ thiện tinh nên thọ trì ngũ giới này cho được trong sạch với vấn giới hành theo cho đến trọn đời chẳng nên vui vui. A ma phan te ja xin vâng. Si le na sugatan yanti si le na phu ko samada si le nên ni phân dân tí tà ma si là người xô các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giàu ăn cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cớ nên chư thiện tin phải ráng thọ trì dễ lực cho được trong sạch, đừng có lâm nhơ.
thú sa thú lành thay. Và thay mặt đại chúng trong rùm, con xin được thành kính tri ân đại đức Minh Hạnh đã từ bi hoan hỷ thay mặt cho đại đức tăng để truyền tam quy và ngũ giới đến hàng Phật tử chúng con, với lòng thành kính làm lễ tán chức tam bảo tụng kinh và thọ trì quy giới. Phần phước phát sanh lên, chúng con xin hồi hướng đến các vị huân thầy tổ ông bà cha mẹ thân bằng quyến thuộc nội ngoại hai bên của chúng con đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy tùy hỷ phần phước này rồi được tái sanh về nơi nhàn cảnh. Bằng đã tái sanh vào nơi an vui nào rồi thì sự an vui càng thêm tăng tiến. Do phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để chứng đắc A-la-hán, thánh đạo, thánh quả, niết bàn, diệt đoạn tuyệt mọi phiền não ngũ ngầm nơi tâm. Nam mô Phật Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sáng Khà Giá. Dạ, kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa toàn thể đạo tràng. Dạ, sau phần lễ bái tam bảo tụng kinh và thọ trì quy giới, Avatthana xin được nhường lại cho Sít MC Nhật Huyền. Kính mời Sít Nhật Huyền. Dạ, sa thú, kính cảm ơn Minh Quát Tha Ná. Dạ, cảm ơn Sít Đăng Đông, Minh Quát Tha Ná, Sít Hoa Nguyệt đã cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, cảm ơn Sít Trần Đạo. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sân Kha Giá. Con thành kính lãnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính lãnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Đức cùng Chư Tôn Đức hiện diện trong đầu tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào Vinh Quát Tha Ná, mến chào Thi An Lạc, kính chào KNCSB, mến chào Sài Gòn Mưa Nắng, kính chào Buôn Bỏ, mến chào Sức Rạng Đông, kính chào Hiển Mộng, mến chào Châu Phan, kính chào IQ Em Đó, mến chào Trăng Thư, mến chào Sức Trăng Đạo, kính chào Nguyên Trần, mến chào Cẩm Vân, mến chào Sức Hoa Nguyệt, kính chào anh chị Phan Văn Liêm, kính chào người phương Nam, mến chào Chí Tá. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng, sa thú đành thai. Chúng con kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh đã từ bi hoan hỷ thay mặt Chư Tôn Đức Tăng truyền trao tam quy ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Vinh Quát Thanh Á đã thay mặt đạo tràng lễ bái tam bảo và thọ trì quy giới. Nhật Quỳnh cũng xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Sức Rạng Đông đã mở rừng và cho nghe bài pháp tuần rồi của Ngài Tư Siêu. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, trước khi con cung thỉnh Pháp Sư, con xin phép được kính bạch với quý Ngài và đạo tràng. Dạ, kính bạch quý Ngài và đạo tràng, theo thông tin con biết được từ quý Sư, thì coi như ngày hôm nay đạo tràng chúng ta được Ngài Tiêu Siêu giảng như thường lệ, thì qua ngày mai là ngày Chủ Nhật là Sư Tịnh Đạt sẽ vào đạo tràng và tiếp tục lớp học, tiếp tục như mọi khi là Sư Tịnh Đạt sẽ vào hướng dẫn cho đạo tràng chúng ta ôn bài, và Sư sẽ thỉnh Chư Tăng giảng sư vào giảng dạy như thường lệ. Còn xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh quý Ngài và kính mời đạo tràng các Phật tử hãy trở vào rung mà nghe pháp như thường xuyên, và còn cũng thánh tâm mà tri ân quý Sư trong thời gian một số vị giảng sư nghỉ phép thì Ngài Tề Siêu cũng như Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tề Đức và cùng Chư Tôn Đức ẩn danh đã vào chứng minh cho chúng con được thính pháp. Và Nhật Bình cũng xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Sức Rạng Đông mà Huynh Quát Tha Ná thường xuyên vào đạo tràng để cho rung sinh hoạt bình thường. Và con Nhật Bình cũng kính tri ân tất cả các Phật tử thường xuyên vào ủng hộ trong lúc mà nghe lại những bài pháp của Ngài Giác Giới cũng như Sư Giác Nguyên và Ngài Chánh Minh để đạo tràng lúc nào cũng được sinh động. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ tri ân với Ngài. Nhật Bình kính cảm ơn tất cả đạo tràng
đã tạo điều kiện cho cái rung Pháp Cú Kinh được sinh hoạt rất đều đặn. Nam Mô Bụt Thà nha. Dạ bây giờ thì con thấy còn có một phút thôi, mà Ngài Thiều Siêu đã hứa khả với con hồi sáng là Ngài sẽ vào giảng luôn. Nên con xin phép với Ngài và Đạo Tràng. Dạ cảm ơn nhà Sài Gòn mưa nắng nhiều. Dạ Đạo Tràng, để con xin cung thỉnh Pháp Sư ạ. Quên nữa. Dạ Nhật Quỳnh cảm ơn hết thảy, nhưng mà Nhật Quỳnh không có nêu rõ tên là Cẩm Vân. Cẩm Vân đừng có buồn nha Cẩm Vân. Có người nhắc Nhật Quỳnh cảm ơn Cẩm Vân nữa, nhưng mà Nhật Quỳnh nghĩ là Nhật Quỳnh cảm ơn tất cả, cũng cảm ơn Cẩm Vân và Sài Gòn mưa nắng đã thường xuyên vào Đạo Tràng. Dạ cảm ơn Hoan Hỷ nha. Dạ tất cả mọi người hiện diện. Dạ Nam Mô Bụt Thầy. Dạ vậy bây giờ con xin phép Đạo Tràng để con thỉnh Pháp Sư ạ. Kính mời Đạo Tràng cùng với Nhật Quỳnh đắng tâm thanh tịnh cùng thỉnh Pháp Sư. Con sẽ thỉnh Pháp Sư hơi dài tí xíu, nếu Ngài vào lúc nào thì con sẽ thỉnh Ngài lên liền. Dạ kính lễ cô tu nữ Vi Đi Gia Tana vừa vào Đạo Tràng. Nam Mô Bụt Thầy. Dạ Nam Mô Tham Ma Dạ Nam Mô Sân Kha Dạ Nam Mô Ta Sa Pha Ga Va Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bu Tha Sa Nam Mô Ta Sa Pha Ga Va Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bu Tha Sa Nam Mô Ta Sa Pha Ga Va Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bu Tha Sa Ram ma cha lo ca thi ba ti sa ham ba ti ca tan cha li an thi va rang a ya cha tha san te tha sat tap ba ra cham kha cha di ca e se tu tham mang anu cam bi măng ba chăng sa tham ma phê rim vi na yánh cha ca yăng su tan cha băng thăng a phi tham ma chăm măng a cô ta yên tơ ta tu sắp cha đăng đăng bác mơ thà nay dê mặt trên chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ a trời lỗ mọc đặng nhờ ánh sáng chỗ hoa lành rải tản mùi hương pháp màu ánh sáng phi thường chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui tam thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi viết lòng mở đạo dạy đời nhắm vương lập gia ngài dời chân sang tuyệt pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy thinh giữ pháp từ đó là nhóm kiều trận như được nếm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn một lòng chẳng thôi không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ân phổ cập đám mưa lành rưỡi khắp thế gian bởi nhân cơ tính rõ ràng thỉnh ngài thuyết pháp nơi đàn tự bi chúng sanh ngồi khắp chốn ni tôi mê cầu được tri tri vẹn toàn. Nam Mô Bụt Thầy. Dạ
Con thành kính đảnh lễ Ngài Tỳ Siêu cùng chư Tông Đức vừa quan năm vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Và con xin phép được đọc phần chánh văn trước khi chúng con cung thỉnh Ngài để giảng dạy bài học ngày hôm nay. Và cảm ơn Vathana đã cho bài học. Bài học hôm nay, Kinh Tiểu Bộ Khuddhaka Nikaya. Ituvuttaka chương 1, một pháp phẩm 3, bài 26 La Mã. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A Lăng nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, nếu các chúng sanh có thể biết như ta đã biết quả dị thục của sự san sẻ bố thí, họ sẽ không thụ hưởng nếu họ không bố thí, và uế nhiễm sang tham không có ám ảnh tâm của họ và an trú. Dầu là miếng cuối cùng của họ, dầu là miếng tối hậu, họ sẽ không thọ hưởng nếu họ không san sẻ khi có người nhận của họ. Do vậy, này các tỳ kheo, nếu các chúng sanh không biết như ta đã biết quả dị thục của sự san sẻ bố thí, họ sẽ thọ hưởng. Không có bố thí sẽ uế nhiễm sân tham ám ảnh tâm của họ và an trú. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này được nói đến. Nếu các hàng chúng sanh có thể biết như vậy, như bậc đại ẩn sĩ đã nói tuyên bố lên quả dị thục lớn thai của san sẻ bố thí, nhiếp phục vệ sang tham với tâm thật thanh tịnh, đúng thời họ bố thí đối với các thánh nhân. Tại đây bố thí vậy có quả thật to lớn cho nhiều các ăn. Kính lễ người đáng kính. Từ đây, từ đại xã từ bỏ địa vị làm con người, các người làm bố thí được đi đến cõi trời. Họ đi đến cõi trời. Tại đấy chúng hoan hỷ với mọi điều sở thích, họ thọ hưởng như ý, vị không có sang tham, được thọ hưởng đầy đủ quả dị thục của chúng nhờ san sẻ bố thí. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Con xin thay mặt đại chúng tâm đông thành kính đảnh lễ cung thỉnh Ngài Tệ Siêu từ bi giảng dạy ngày bài học ngày hôm nay. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Và con kính nhân mít đến Ngài ạ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Tăng Chúng. Kính chào Chư Tôn Đức và thân chào tất cả quý Phật tử. Hôm nay chúng ta cũng chỉ học một bài kinh thôi. Bài kinh chúng ta học hôm nay đó gọi là Dana Sutta, tức là về cái nói về cái sự bố thí. Ở đây quý vị bố thí là một trong ba cái pháp gọi là Punya Kriya Thú, là phước nghiệp sự. Và người cư sĩ khởi đầu trong cái việc tu tập là tu tập pháp bố thí trước. Và mặc dù chúng ta vẫn biết rằng là bố thí sẽ có phước,
nhưng mà chúng ta chưa biết là bố thí cái quả phước lớn lao như thế nào. Đức Phật Ngài cũng thường nhắc khi Ngài còn là một vị Bồ Tát tu tập Ba La Mật, lúc đó Ngài bổ túc về cái hạnh bố thí Ba La Mật rất phong phú, và đó là một trong ba pháp đem đến cho Ngài cái uy lực lớn. Có một lần tại thành Wesali bị ba cái đại nạn, tam tai tiếp phải dần, tiếp vị thần phải dần. Bệnh tật, bệnh dịch giống như là bệnh dịch COVID của chúng ta, COVID chúng ta ngày hôm nay vậy đó. Bệnh đến nỗi mà dân chúng chết như rạ, rồi thêm cái nạn đói bởi vì bị hạn hán, thất mùa, hơn nữa do bệnh tật, con người ta không có làm ăn được, rồi lại thêm nữa là vì cái bệnh, vì cái tai họa là phi nhân nó phá rối, bởi vì những cái xác chết không có đem chôn, mà chất đóng đó ở trong tha ma bộ địa, rồi các cái loài dạ xoa nó xuất hiện để mình ăn những cái xác chết khiếp đảm gì. Vua quan dòng lịch trung quy mới cử sứ giả đi đến sau thi Đức Hồ Sa Lá để cung thỉnh Đức Phật về tại Wesali. Thưa quý vị, Đức Thế Tôn nhận lời và sứ giả đến xin phép Đức Vua Pasenadi. Vua cũng rất hoan hỷ bởi vì các sứ này sứ kia đều là Phật tử, đệ tử của Đức Phật cả. Cho nên cả vua hai sứ, vua Pasenadi thì sắp xếp tổ chức xe thuyền để đưa Đức Phật và chúng tỳ kheo đi qua Wesali. Rồi vua Lichawi Wesali liền tổ chức để đón tiếp Đức Phật và Chư Tăng từ ở bến đò mà đi về thành Wesali. Một cái đoạn đường dài hàng chục vô tuần, và quý vị biết là tôi cúng dường bông hoa đến Đức Phật với Chư Tăng
là gặp đường lên tới đầu gối. Và hàng ngày dân chúng họ cúng dường thực phẩm đến Đức Phật và Chư Tăng dồi dào, khỏi phải đi bát. Khi mà Đức Thế Tôn ngài ngự đến Vesali, do nhờ cái uy lực của vị chánh đẳng chánh giác nên các vị chư thiên đại thần lực như Đức Trời Đích Thích Tướng Thiên Vương đi đến hầu kính Đức Phật. Và do đó cho nên các giả xoa thuộc về cái loài phi nhân thấp kém họ phải gian ra xa trả lại cái sự bình yên. Và khi đó Đức Thế Tôn ngài bảo tôn giả Ananda đi ba vòng thành Vesali để nối lên cái bài kinh Ratanasutta, kinh châu báu, để tán dương quy lực của Đức Phật, giáo pháp và tăng chúng và thánh tăng. Và chư thiên quan hỷ, cái loài dạ xoa thấp kém tránh đi khỏi cái xứ đó, và đem lại những trận mưa lớn để rửa sạch cái thành phố Vesali. Và dân chúng được trở lại cái cảnh thanh bình. Và khi mà Đức Thế Tôn ngày ngự về sau cái thi trở lại thì các vị tỳ kheo mới bàn luận với nhau thật là quy lực của chư Phật quá lớn. Lúc đó Đức Phật ngài đến tại giảng đường, ngài thuyết pháp cho chúng tỳ kheo, ngài nói rằng đó là do cái phước riêng của ngài chứ không phải là cái quy lực chung của chư Phật. Ngày hôm nay mà ngài được đón tiếp trọng thể và được phát sanh lời lộc dồi dào cho tăng chúng, đó là do cái phước riêng của ngài, do nhờ cái hành bố thí khi ngài còn là vị Bồ Tát. Cho nên ở đây thưa quý vị, Đức Thế Tôn ngài nói rằng là nếu mà chúng sanh có thể biết quả diệt thục của cái sự bố thí như ta đã biết thì họ sẽ bố thí rồi họ mới thụ hưởng sau, bố thí trước thụ hưởng sau. Trong cái mạch văn nói rằng họ sẽ không hưởng thụ, không thụ hưởng nếu không bố thí. Và quý nhiễm sân tham không có ám ảnh tâm của họ vạn trú. Thì cái câu này có ý nghĩa là nếu mà chúng sinh mà biết được như Đức Phật đã biết, biết được cái quả dị thục của cái sự bố thí lớn lao như thế nào thì chúng sanh họ sẽ quan hỷ trong cái việc bố thí. Nếu như không có bố, nếu như chưa có bố thí thì họ không có thọ dụng. Dù là miếng ăn cuối cùng của họ, ở đây gọi là dù là miếng ăn tối hậu thì nó cũng hơi cái văn phong này người Phật tử chúng ta đọc thì chúng ta hiểu, nhưng mà chúng ta không nên dùng
cái gọi là cái món ăn tối hậu. Và chúng ta phải biết rằng là dùng một miếng cuối cùng, họ bố thí phân nửa rồi mới ăn phân nửa. Còn ngược lại, chúng sanh không biết cái quả vị thuộc của sự bố thí, cho nên họ chỉ biết hưởng thụ chứ không biết bố thí. Và cái tâm sân tham quý vị ám ảnh tâm của họ, cho nên ở đây chúng ta phải hiểu rằng cái sự cấu mế của tâm nó căn bản là tham sân si, là cấu mế của tâm. Tất cả phiền não là cấu mế của tâm, nhưng trong đó thì tham là cấu mế, dính mắc cảnh đáng ưa thích như cảnh sắc, thinh, hương, vị, xúc. Sân là cấu quế, họ nổi nóng, hiềm hận, ganh tị, bổn xẻng, thì sân là một cấu quế. Và si tức là cái sự hoài nghi và phóng dật là một cấu quế. Ở trong bài kinh này thì đặc biệt Đức Phật là chỉ nói đến cái sang tham machera ma lăng, tức là cái sự bỏng sẻn là cấu quế. Đức Phật đã dùng nhiều phương tiện để Ngài thuyết giảng, Ngài nói lên cái quả của cái sự bố thí và cái tác hại của cái sự không bố thí. Ở trong trường mục kinh, Đức Phật này có dạy rằng, này chưa tỳ kheo, ở trong cái thời kỳ mà con người bỏng sẻn cao kiết, không có bố thí, thì cái thời kỳ đó là chúng sanh bị nghèo khổ. Do cái sự nghèo khổ cho nên loài người đi đến cái chỗ trộm cướp, do trộm cướp cho nên nó đi đến cái tình trạng là bị luật pháp quốc độ bắt bớ giam cầm và phạt vạ. Và khi mà hình phạt xảy ra thì lúc bây giờ con người họ chống trả và họ nổi loạn, mới bắt đầu giết hại lẫn nhau. Như chúng ta thấy thời nay, khi mà chúng nghèo khổ, họ bị thất nghiệp, họ không làm tài sản để sống, để hưởng thụ, cái họ đi sanh ra việc lương lẹo
mua bán gian lận, đầu trộm đuôi cướp, rồi vân, rồi bị bắt bớ bỏ tù, rồi khi mà họ mãn hạn tù họ ra họ dữ dằn hơn nữa. Và họ bắt đầu dùng cái vũ khí để họ chống lại với luật pháp, hoặc là họ chém giết chuyện lẫn nhau để mà giành giật miếng ăn. Do vì tạo những cái ác nghiệp như vậy, bắt đầu sau khi mệnh trung họ phải rơi vào cảnh giới địa ngục, cảnh giới khổ đau. Còn cái thời kỳ nào mà chúng sanh có cái pháp bố thí hương thịnh thì cái thời kỳ đó chúng sanh được cái quả báo là họ sống an cư lạc nghiệp. Bây giờ người ta hô hào cái việc xóa đói giảm nghèo, nhưng mà thưa quý vị, xóa làm sao được, giảm nghèo giảm làm sao được, trong khi những cái chúng sanh đó đời trước họ không từng bố thí, ngay trong hiện tại họ sống bỏng sẻn keo kiết, họ nghĩ rằng họ nghèo, họ có cái miếng ăn bao nhiêu đó, nếu mà đem bố thí cho người khác, san sẻ cho người khác thì họ lấy gì ăn. Họ cứ nghĩ vậy, cho nên họ cứ bỏng sẻn từ cái chỗ tối này đi đến chỗ tối khác, từ cái nghèo khổ này đi đến nghèo khổ khác. Họ không biết cái quả vị thục. Ở trong Chataka có ghi lại những cái câu chuyện do Đức Phật này thuyết trong những trường hợp mà những chúng sanh, những vị đệ tử của Ngài hiện tại họ được giàu sang phú quý là do cái nghiệp gì ở trong quá khứ đã làm. Như trường hợp đại đức Sivalik, Ngài có phước đến độ mà một lúc nọ khi mà Đức Thế Tôn mới chưa tăng mãn hạ, mãn mùa mưa, Đức Thế Tôn bảo rằng Như Lai sẽ đi đến tại rừng Cam Kha Quá Nát, rừng keo, rừng cây gai để thăm một vị tỳ kheo Rigotán ẩn cư ở đó. Ngài Rigotán là một vị A-la-hán, Ngài có cái hạnh đặc biệt, cho nên Đức Thế Tôn Ngài mới chiếu cố. Và tôn giả Nương Đa bạch với Đức Phật rằng là bạch Đức Thế Tôn, có hai con đường để đi đến đó. Một con đường vòng, đi ngang qua xóm làng thì mất 3 tháng mới tới nơi, nhưng mà hàng ngày chư tăng không có, không bị đói, chư tăng có thể đi khất thực ăn được. Còn một đường đi ngã tắt thì chỉ mất 1 tháng thôi, nhưng mà đi ngã tắt xuyên qua cái khu rừng khác, khu rừng già thì không có làng mạc, không có dân chúng, thì sẽ khó khăn cái vấn đề vật thực cho chúng tỳ kheo. Đức Phật hỏi rằng cái hội chúng tỳ kheo sẽ tháp tùng đi với Như Lai ngày mai có tỳ kheo xin quy lý đi không? Và Đức Thế Tôn có. Đức Thế Tôn nói nếu có tỳ kheo đó đi đó thì cứ dịch
đi đường tắt, không có đói đâu. Quả thật vậy thưa quý vị, do cái phước của Ngài Simboli, cho nên đi đến đâu thì chưa thì họ lập làng đến đó để cúng dường hộ độ cho Đức Phật và chư Tăng. Mỗi mỗi ngày gì, và đi đến nơi để thăm viếng tỳ kheo Rinpoche. Đại khái là như vậy. Thì chúng ta thấy cái phước cũng như Sa-di số khác là con của nhà giàu ở trong thành Sa-va-thi, con của nhà bá hộ 7 tuổi đi xuất gia rồi và chính là A-la-hán quả lúc 7 tuổi. Khi mà chưa tỳ kheo ngồi hội họp lại ở trong giảng đường tại Chia Tông Quánh Nát, các vị bàn luận về cái phước của Sa-di Xuất Khát. Đức Phật Ngài đi đến tại giảng đường và Ngài hỏi cái đề tài thảo luận của chư Tăng. Khi Ngài biết được vị thì Ngài mới kể cái câu chuyện của quá khứ. Tiền thân của Sa-di Xuất Khát ở tại Varanasi, cái vùng quê ngoại thành, có người nông dân nghèo khổ. Một hôm có công việc đi đến tại thành Ba La Nại, thì ngay trong ngày hôm đó được dịp ông bá hộ trong thành muốn mọi người mục kích cái bữa ăn sang trọng của mình, chén dĩa bằng vàng, muỗng đĩa cũng bằng vàng, và thức ăn cao lương mỹ vị. Mọi người tụ họp lại ở trước cửa nhà của bá hộ để xem bá hộ ăn. Bá hộ bày một cái bàn ở trong cái hiên nhà và dọn thức ăn lên dùng. Người nông dân này bất chợt khởi lên cái sự thèm khát cái món ăn đó, cái bữa ăn đó, mới xin vào làm công ông bá hộ này 3 năm, không lấy tiền công, chỉ đổi lấy bữa ăn sau khi mãn hạ 3 năm làm công. Vậy cái đó cũng chuyện lạ quý vị. Đi làm thuê 3 năm để đổi lấy có một bữa ăn, một bữa ăn trưởng giả thôi. Bởi vì nghèo khổ quá mà lại thèm khát cái bữa ăn đấy, đến độ phải đi làm mướn mới gọi là phát tắc pha thí cá, pha tắc cá. Tên là phát tắc pha thí cá là người làm thuê để vì cái bữa ăn. Cuối cùng thì 3 năm cũng mãn. Và tới ngày mà người nông dân đó được thưởng thức bữa ăn trưởng giả, sau khi tắm rửa và mặc y phục chỉnh chu chút và ngồi vào bàn để thưởng thức, và ông bá hộ cũng cho người
kêu gọi dân chúng đi đến để mục đích bữa ăn của Phát Tác Phát Tác Cát. Thì mới vừa ngồi vào bàn thì cái người nông dân Phát Tác Phát Tác Cát nhìn ra cửa ngõ, thấy một vị Phật độc giác thì đi khất thực đứng trước cửa nhà. Thì Phát Tác Phát Tác Cát mới suy nghĩ rằng kiếp trước ta không có tạo phước, cho nên ta phải bị nghèo đói luôn đến kiếp này. Muốn ăn một bữa ăn như thế này ta phải làm công 3 năm. Vậy thì ta hãy làm phước bố thí. Nói rồi người nông dân đó mới đem cái bát cơm, cơm sữa, cơm đề hộ, tức là gạo mà nấu với sữa giống như cơm Dương Châu của chúng ta bây giờ, và với những cái thức ăn khác, ông bưng hết ra ngoài thỉnh Đức Phật độc giác đến. Ông đảnh lễ và ông xớt hết với phần cơm. Ngài nhận vừa đủ, Ngài để nó bắt lại, ông ta mới năn nỉ, đó là xin Ngài hãy tiếp độ cho con, kiếp này con nghèo khổ quá, đời sau con nguyện còn thoát khỏi cảnh nghèo, không bao giờ bị đói khát. Thì Đức Phật độc giác vì lòng bi mẫn cho nên Ngài thọ nhận hết, và Ngài hiện thông cho Phát Tác Phát Tác Cát với mọi người trông thấy Ngài đem cái bát cơm đó về Hy Mã Lạp Sơn và chia cúng dường đến 500 vị độc giác khác. Thấy rõ ràng giống như mình xem ở trong TV vậy đó. Phát Tác Phát Tác Cát rất là hoan hỷ, xúc động. Và dân chúng thấy một việc làm của người ta rất là khó làm. Quý vị nghĩ xem, mình làm công 3 năm để đổi lấy bữa ăn, bữa ăn chưa kịp ăn là đã bố thí rồi. Thì nếu mà gặp cái người bình thường thì chắc khó làm thưa quý vị. Nhưng mà gặp cái người nông dân này thì cái tâm rất là mạnh, không cần thiết để mình làm công, xem như là 3 năm đó là công cốc. Bởi vì đem cúng dường hết bữa ăn thì đâu còn gì để ăn nữa. Khi mà dân chúng ra họ về, ông bá hộ cũng tưởng đâu là cái sự lúng túng của chàng nông dân này khiến cho dân chúng họ cười ngạo nghễ. Nhưng mà đến chừng cho người ra tìm hiểu thì mới biết cái việc làm khó như vậy. Cho nên bá hộ đó ông đích thân ra mời cái bác nông dân lên đến, bày tỏ cái niềm hoan hỷ và kết bái làm thân hưởng với nhau và chia phần nửa gia tài để cái bác nông dân Phát Tác Phát Tác Cát đã trở thành một triệu phú, một bá hộ ngang hàng với mình. Và sau khi mệnh trung, cả hai đi theo cái nghiệp của mình, và tiền thân Phát Tác Phát Tác Cát đó là tiền thân của Sayyusukha đó. Cho nên cái việc làm bố thí, nếu mà chúng ta có niềm tin nơi Đức Phật và chúng ta hiểu rõ như Đức Phật, ở trong quá khứ Ngài đã bố thí và Ngài đã hưởng quả báo cõi trời cõi người như thế nào, thì nếu mà chúng sanh đều biết được như vậy đó thì có lẽ là chúng sanh sẽ không giờ bỏng sẻn. Họ luôn luôn hoan hỷ chia sẻ rồi mới thọ dùng cái bữa ăn. Thì ở đây thưa quý vị, khi mà Đức Thế Tôn Ngài đã tuyên bố cái lời nói đó thì chúng ta cần phải có cái niềm tin rằng cái sự
bố thí của chúng ta không bao giờ bị mất. Chính cái sự bố thí xả tài đó, với cái tâm không có uế xẻng, nó sẽ giúp cho chúng ta trong dòng sanh tử luân hồi, chúng ta sẽ đạt được một cái địa vị cao sang, giàu có. Ở đây trong Tăng Chỉ Mục Kinh quyển 3, khi mà Đức Thế Tôn nói về cái hạnh bố thí, cách bố thí nhiều, thì Ngài có nói lên năm cái đa na đi sang sát, tức là quả của sự bố thí, lợi ích của sự bố thí. Một, Pahudo Chanasapi Hồ Thí Manapo, là được nhiều người thương mến. Người bố thí xả tài, người đó là cái người thân thương của hội chúng, của quần chúng. Thứ hai, Santo Saprisa Phachanti, người mà có cái tâm xả tài bố thí sẽ được các cái bậc thiện trí thức thân cận. Còn ngược lại, nếu một cái người mà có cái tâm bổn xẻng sân tham, cái sự cấu quế đó nó sẽ biểu hiện qua một con người mà khiến cho bậc thiện trí thức ở trong đời các vị đấy chán ngấy, các vị không muốn đến gần. Không phải là các bậc thiện trí thức muốn đến gần để cầu cạnh cái gì, nhưng mà với cái người bổn xẻng cơ kiết bận dơ đó, người mà bổn xẻn kêu kiết bận dơ, người bổn xẻn kêu kiết bận dơ thì cái người đó bậc thiện trí thức không bao giờ tán thán, không bao giờ biết khích lệ, không có giao du, không có tiếp cận. Ở đây chúng ta phải hiểu rằng người mà có cái tâm rộng rãi xả tài thì được cái lợi ích thứ hai, được các bậc thiện trí thức giao du thân cận. Và cái lợi ích thứ ba là người xả tài bố thí, họ có cái danh thơm tiếng tốt được loan truyền. Kalajano Kitty Sado Apuk Gachati, tiếng là đầu xa thưa quý vị. Thứ tư là người có cái tâm xả tài bố thí không có bỏng xẻng, người đó gọi là người không có đi lệch đạo đức của cư sĩ, gọi là Vihi Thamma Anapagato Hoti, không đi lệch đạo đức của người cư sĩ. Ở trong ba cái hạnh tu của người cư sĩ thì Đức Phật Ngài dạy, một là Đa Namaya Punyasri Vathu, là bố thí xả tài. Hai là Silamaya Punyasri Vathu, là phước sự vị trí giới. Và thứ ba, Phavana Maya Punyakari Vathu, là phước nghiệp sự về cái sự tu thiền. Chân thí là người không có đi lệch cái đạo đức của người cư sĩ. Và thứ năm, Kajasveda Paramarana Sukhtinkh Sakkang Lokang Upapachati,
người bố thí xả tài không bỏ xẻn, sau khi thân quả mạng chung được sanh vào nhà cảnh thiên giới. Đức Thế Tôn cũng đã từng nói, do nhờ cái hạnh bố thí xả tài, Ngài cho những cái khó cho, Ngài làm những cái khó làm, cho nên Ngài đã từng sanh làm Đế Thích 36 lần Đế Thích, và hàng trăm ngàn lần Ngài làm chuyển lương vương, và vô số lần không đếm kể được trong dòng sanh tử luân hồi, Ngài đã là vua của quốc độ. Còn nói chi là làm bá hộ triều phú thì thôi, cái phước của Ngài do nhờ cái pháp bố thí mà Ngài, Đức Bồ Tát không bao giờ sanh vào cái loài nhà quỷ, quỷ đối. Cho nên người Phật tử chúng ta phải hiểu rằng, nếu trong cái cuộc sống luân hồi của chúng ta, khi mà chưa được giải thoát, thì chúng ta nhờ cái phước bố thí xả tài rất là bổ sẻn, mà chúng ta sẽ là cái người có nhiều cái phúc đức, có nhiều cái phước vật, và chúng ta sanh ra ở đâu chúng ta cũng không có bị đói, không có bị nghèo. Người ta nói cái câu ở ngoài, có đức không sức mà ăn, ta nói nghe vần như vậy, nhưng mà thật ra đó, chữ đức, có đức không sức mà ăn, thì cái câu nói đó họ nói cho nó vần chơi, có cái phước vật là chúng ta không bao giờ chúng ta bị đói. Tôn giả Anuruddha xưa kia, thưa quý vị, ở trong quá khứ của Ngài, tiền thân của Ngài là một người nghèo khổ. Ngài đi rừng để đi tìm mật ong. Người tỳ phu nghèo khổ đó đi rừng tìm mật ong về bán mà sống. Nhưng mà khi gặp Đức Phật Độc Giác, trên đường đi khất thực trở về, thì người tỳ phu nghèo khổ đó đã cúng dường mật ong đến Ngài và phát nguyện rằng: xin cho do cái phước mà con đã cúng dường đến Ngài, mong rằng trong tương lai con sẽ chứng được thánh quả mà Ngài đã chứng, và trong kiếp luân hồi xin cho con được đầy đủ những gì mà con mong muốn, đừng bao giờ con nghe cái tiếng không có. Thì thưa quý vị, ở bắt đầu từ đó cho đến kiếp sau cùng để chứng A-la-hán quả, thì Ngài Anuruddha, Ngài quả thật do nhờ cái phước không bao giờ Ngài nghe cái tiếng không có. Khi còn là một vị hoàng tử trẻ, hoàng tử nhỏ ở trong hoàng cung, chưa lúc đó chưa làm vua, là còn hoàng tử thôi, khi mà nô đùa chơi chung với các bạn đồng trang lứa, và hễ ai thua thì phải chung bánh kẹo vân vân, thì hoàng tử Anuruddha cứ thua mãi và cứ sai người hầu đi về hoàng cung để xin với mẫu hậu bánh ra mà bù lại cho mấy vị hoàng tử trẻ kia, mấy phụng tử trẻ. Sau cùng thì bánh ở trong hoàng cung cũng hết đi, để dành cũng hết. Lần chót thì hoàng hậu, mẫu hậu mới sai người lấy cái mâm quả đậy phục vải đỏ lên, rồi đem cái mâm không đó, và dặn dò rằng nếu mà hoàng tử Anuruddha có hỏi bánh gì nữa là bánh không có.
Nhưng mà đến trường đem ra thì quý vị thấy từ xa bưng cái mâm quả, hai ba mâm đến, thì hòa tử mới hỏi bánh gì đó, nói giờ bánh không có. Hòa tử lấy làm lạ, tại sao mà nhỏ lớn, hồi nhỏ tới bây giờ mình chưa có từng nghe mẫu họ nấu cái bánh gì kỳ lạ gì. Khi mà dở ra thì chư thiên họ để đầy bánh ở trong đó, bánh của chư thiên, thưa quý vị. Đức Phật này sau này ngài kể lại cái câu chuyện đó để cho thấy rằng là cái phước mà chúng sanh đã tạo không cần mất đi đâu. Chỉ sợ con cái là chỉ vì chúng sanh sợ không dám làm, nghe nói vậy rồi chúng ta ngờ ngợ, chúng ta không dám tin lắm, nghĩ rằng bây giờ trước mắt là mình bỏ tiền ra, mình bị hao hụt tiền bạc, mình bố thí cho người khác nữa hũ gạo, còn có nửa hũ gạo là sao ăn, mà dài dài ở trong cái mùa dịch bệnh, chúng ta sợ quá không dám làm. Chừng nào thấy trước mắt là một đống vàng ở đằng kia thì ở đây mình mới dám bỏ ra để mình bố thí. Cái tâm mình còn nhút nhát nhiều đó đó thì làm sao mà phước phát sanh được. Còn trong khi Bồ Tát hay là những chúng sinh loài hữu tình khác mà họ có cái đại hùng đại lực đó, thì khi mà họ nghĩ là họ làm, họ suy nghĩ là họ làm, và do đó cho nên họ được quả báo rất to tát. Thì ở đây thưa quý vị, khi mà học cái bài kinh này đó, một lần nữa để cho chúng ta thêm cái lòng tin về cái hạnh bố thí. Và chúng ta nhớ rằng là dù sao đi nữa thì bố thí cũng là một trong 10 pháp ba la mật. Nếu ta là người có cái chí nguyện giải thoát, mong cầu Bồ Đề giác, thì chúng ta phải tạo phước ba la mật parami. Mà trong phước ba la mật đó có gọi là dana parami, là bố thí ba la mật, thì mình phải làm thôi. Nhưng mà song song đó thì chúng ta cần phải hiểu rằng cái công đức của cái sự bố thí lớn lâu lắm. Chúng ta cho những cái khó cho đó, chúng ta dám làm đến cái miếng ăn cuối cùng mà cũng dám chia sẻ, san sẻ cho người khác, thì như vậy cái công đức lớn này đời sau chúng ta không bị nghèo khổ và chúng ta không bị thiếu thốn nữa. Chính vì chỗ đó, khi mà học cái bài kinh này đó, chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta phải quan hỷ trong cái hạnh tu của mình. Nếu mà chỉ có cái hạnh bố thí mà chúng ta không làm nổi nữa thì những cái hạnh tu khác thì chúng ta khó mà làm được. Bởi vì cái sự bỏng sẻn nó là một cái phiền não có quế mà lắc cái lề xa. Mà nếu mà mình rửa cái có quế bỏng sẻn đó không thể rửa được khổ nội tâm, thì những cái ác tâm khác, những cái phiền não khác thì chúng ta khó mà đạt được. Lần trước chúng ta đã, bài thứ 7 tuần trước là chúng ta nói về cái pháp chân thật, tức là không có nói dối. Thì hôm nay chúng ta học về cái pháp bố thí không có bổn xẻng. Thì chúng tôi hy vọng rằng nếu mỗi một tuần chúng ta học một bài kinh có cái ý nghĩa đặc biệt như vậy thì người Phật tử chúng ta sẽ hiểu được lời dạy của Đức Phật và cái giá trị của cái công đức phước báo mà chúng ta đã làm, tu tập như thế nào. Đừng bao giờ chúng ta để cho mình bị chi phối bởi những cái lời điên đảo, những cái lời mỉa mai công kích của người khác. Khi mà chúng ta bố thí cúng dường đến chư tăng, hay là chúng ta làm việc từ thiện, có ai đó họ chê trách, họ chỉ trích, họ nói là mình ngu vân vân,
chúng ta đừng có nao núng, bởi vì kiếp này chúng ta gặp mặt họ, nhưng mà đời sau trở đi thì chúng ta sẽ không gặp mặt họ, bởi vì chúng ta đã làm phước bố thí rộng rãi xả tài như vậy, chúng ta sẽ sanh về cảnh giới an lạc rồi, và chúng ta sẽ là người có đầy đủ tài sản chư thiên, tài sản nhân loại. Trong cái kiếp luân hồi, chúng ta ở một cái địa vị mà những người bỏng sẻn kêu kiết giờ này họ không quan hỷ theo cái sự bố thí của mình, thì họ ở tốt ở dưới thấp, hay họ ở ngoài cái vòng rào, mình ở trong cái nhà tường cao kính cổng, thì đương nhiên là không gặp rồi. Cho nên ở đây chúng ta cứ yên tâm như vậy. Thì ngày hôm nay chúng ta xin chia sẻ với quý vị qua cái bài kinh Y Thiên Vô Tất Cả, bài kinh số 28 như vậy đó. Bài kinh số 26, bài kinh số 26. Tuần sau chúng ta sẽ học về bài kinh số 27. Thứ bảy tuần sau chúng ta học bài kinh 27. Bây giờ thì đã hết giờ rồi, chúng tôi xin dừng lại ở đây. Kính chúc quý vị luôn được cái sự an vui, đầy đủ niềm tin và quan hỷ trong cái việc tu tập tạo dựng cái phước bố thí. Bây giờ xin cung thỉnh thượng tọa Minh Hạnh quan hỷ chúc phước vô bảo trùng. Nam mô Bụt Thầy. Thượng tọa Minh Hạnh không nghe rồi dạ. Để Đức có chút máy không mà con cung thỉnh sư ạ. Dạ con xin cung thỉnh này Đức Tệ Đức chúc phúc cái đạo tràng ạ. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Con thành kính đến lễ ân Đức Tam Bảo. Con thành kính đến lễ Sư Phụ Tệ Siêu, Thượng Tọa Minh Hạnh cùng Chư Tôn Tăng đại diện trong đạo tràng. Kính chào quý bà, quý cô, tôi nữ, mến chào toàn thể đạo tràng. Con xin thay mặt cho Chư Tăng đợi phút chúc phước báo đến toàn thể đạo tràng. Khô qua tu sắp mang lăng ra khăn tu sắp bà đê và ta sắp bà bùa tha nú phá quê nè sà đà sò tì phá hoàng tu tê phá qua tu sắp bà mang lăng ra khăn tu sắp bà đê và ta sắp bà thăm mà nú phá quê nè sà đà sò tì phá hoàng tu tê phá qua tu sắp bà mang lăng ra khăn tu sắp bà đê và ta sắp bà sang khá nú phá quê nè sà đà sò tì phá hoàng tu tê. Tất cả phước báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai của giáo pháp, do nhờ oai đức chư Tăng, các sự thánh lợi thường thường đến người. Sitiya chanagatha sikthama tu sikthama tu sikthama tu idang phalang e tasming ratanatayasming sambasa ranache taso. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành Tam Bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.